Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình nha các bạn. Mình là Thuận Nguyễn, kênh An Giang Ngày Nay đây. Hôm nay thì cũng có cái dịp là ghé cái chỗ anh Nam ở Chi Tôn đó các bạn. Đó thì hôm nay anh có thông báo là có giới thiệu cho mình một cái cây mai rất là đặc biệt, rất là khủng. Đó thì hôm nay cũng có dịp tới để mà review cho các bạn xem, giao lưu cái cây mai khủng như thế nào. Đó thì cái địa chỉ chỗ anh đó, là anh Nam đó, là trung tâm ngoại ngữ Thanh Nhã nha các bạn, ở Chi Tôn, ở số 109 đường Ngô Quyền, khóm 3, thị trấn Chi Tôn nha các bạn. Đó thì số điện thoại của anh là 0939303130. Thì các bạn có cái nhu cầu thì cứ liên lạc với anh Nhã nha các bạn. Đó thì mời các bạn đi theo chân mình nhé. Ôi, xin chào anh Nam. Dạ, hôm nay nghe anh thông báo là có giới thiệu cái cây mai đặc biệt, cây mai khủng như thế nào đó. Mời anh Nam giới thiệu cho bà con ta, anh em ta giao lưu nha. Rồi, chào quý bà con, các anh chị xem kênh. Thì hôm nay chỗ trung tâm ngoại ngữ Thanh Nhã cũng có giới thiệu một cái cây mai khủng, toàn cũng 6 mét, chiều cao khoảng cũng 5 mét, cây mai rất là lớn. Thì chút xíu đây thì chúng ta sẽ đi đến cái gốc mai để nó quay cho nó rõ chi tiết. Cũng mong các cô chú, các anh chị em đi xem kênh, nếu như yêu thích được cây mai này thì chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại của em là 0939303130, cũng đó là số Zalo của em. Rồi, vậy là mình đi vô mình review cái cây nha Nam ha. Rồi, xin mời các cô chú đi xem ạ. Rồi, xin mời bà con vô chúng ta xem tổng thể cây mai. Sau đó chúng ta quan sát cho nó kỹ cây mai đẹp như thế nào. Rồi, mời bà con, các bạn. Ồ, cái vườn mai mình thấy cũng rất là rộng nha các bạn. Ồ, cây mai đây hả anh Nam ơi. Ồ, bây giờ mình sẽ ghi hình cho các bạn giao lưu cái cây mai mình thấy rất là lực lưỡng nha các bạn. Bây giờ mình ghi tổng thể cho các bạn xem nha. Đó, bạn thấy là cái hoành đế dưới nè, đó, làm rất là kỹ nha bà con các bạn. Đó, đây là cái tàn nè, mình lấy không hết luôn á các bạn. Đó, cái tàn rất là to nha các bạn. Này giống như là một cái cây, gần như là cây cổ thụ luôn các bạn ơi. Gần như là cây mai cổ thụ luôn các bạn ơi. Đó, mình ghi hình tổng thể cho các bạn xem những cái chi, những cái cành nè. Nó rất là to nha. Xem cái chi bên trong nè. Đó, mình ghi cái chi trước cho các bạn coi nè. Ồ, rất là tuyệt các bạn ơi. Quá xuất sắc rồi các bạn ơi. Đó, mình đi một vòng cho các bạn xem nha. Tổng thể đó các bạn ơi. Đây cái đế này các bạn, cái góc này đây nó xuống đây, để xuống thì nó còn ra rất là nhiều ha. Ra tuốt ngoài luôn á, nhưng mà mình chưa đâu, mình từ từ mình giới thiệu cho chi tiết cho anh em giao lưu nè. Đó các bạn thấy là bây giờ cái bạn nó cũng có bông, cái bông nè. Bông của mình mẹ nè. Đó, rất là mạnh nha các bạn. Đâm cho mình luôn. Đâm ra luôn nè các bạn. Đâm rất là nhiều chỗ trong thân mẹ. Nó rất là to nha các bạn, cho nên là mình ghi cái hình hướng này cái đi.
mình thấy cái tàn rất là to các bạn ơi. Đó các bạn thấy là mình đưa lấy lên nè, nó chưa hết rồi đó các bạn, nó tuốt lên trên luôn nha các bạn. Mai này mình nghĩ là chắc mai cổ thụ rồi các bạn ơi. Quá cái gốc rồi. Bây giờ mình sẽ nhờ anh Nam đó, anh Nam Tri Tôn giới thiệu cây mai cho các bạn nha các bạn. Rồi bây giờ mình mời anh Nam giới thiệu chi tiết về cái cây mai cổ thụ này như thế nào anh Nam ơi. Rồi mình cũng giới thiệu chi tiết về cái cây mai này để cho anh em mình có quan tâm giao lưu cho nó kỹ. Yeah. Đây là một cây mai khủng cho nên là ghi hình cũng chi tiết, chất lượng là nó cao để cho anh em chúng ta quan sát cho nó kỹ. Để có yêu quý cây mai này giao lưu qua số điện thoại của mình đó là 0939 30 3130. Đó cũng là số Zalo. Rồi cái cây mai này là có cái tuổi đời rất là lớn, theo chủ nhà nó là gần 70 năm. Đó, 70 năm ha. Cái đấy từng cái chi tiết cái đấy. Đó, đấy. Nội đây là gần 20. Đó, mới một cái bên rễ, 20. Cái rễ thôi đó ha. À, cái một bên đó. Gì đó. Cũng là 15 thì cái cục rễ này cũng gần 30 đó. Người xanh quanh đấy đều là có những cái rễ bự hết. Cây này hiện giờ nó đang nằm trong cái bầu đất. Cây này hiện giờ đang nằm trên bồn này khoảng 2 năm. Nằm trên bồn này khoảng 2 năm. 2 năm. Cái đường kính bồn này khoảng 3 mét. Đường kính này 3 mét ha. Đường kính bồn này khoảng gần 3 mét. Đó, đường kính gần 3 mét nha anh em. 3 mét khoảng trên 2 mét rưỡi. Đường kính bồn. Còn rễ thì cái cây này là đặc biệt, nó là ngày xưa là nó khoảng mười mấy năm, 15 năm đó, nó nằm trong cái một cái lu. Sau đó người ta trồng cái lu nó bể ra, ta mới đặt xuống đất. Cho nên là cái rễ nó tăng là rễ đa số nó cắm đi xuống. Nó nằm trong lu rễ cắm đi xuống. Rồi cái khuyết điểm của cây này là bên đây anh Thịnh quay đây cho ta coi. Rồi bà con xem bên đây là khuyết điểm của cây này là như thế này. Do cái rễ này nó lớn quá. Nó nằm chèn lên cái rễ này lớn cho nên là cái nhánh này nó cái rễ này nó hơi dãnh lên. Cái rễ này cắt khoảng được hơn tuần mà mới đây nó kéo nhựa trắng nè. Kéo nhựa lên nhựa trắng nè. Đó, còn cái chỗ kéo nhựa mạnh là quay lên đây cho bà con nó coi nè. Đây nè, cây rất là mạnh. Đó. Nhựa nè. Nó kéo là ruộng già luôn nè. Đó, cái này cắt trước là ruộng già nè. Đó. Đúng rồi. Đó, còn xanh quanh đây là đâm bông trong mình hết. Đó. Cây rất là mạnh nha các bạn. Đó. Ồ. Này là mình nghĩ là cây cây này là rất là lâu năm nha các bạn. Trên khoảng 70 năm đó các bạn. Đế nè. Đế đi xuống, đế rất là lớn. Dạ. Đó, đế đi xuống không. Cây này cái đế nôm xuống cho nên là cái bầu này hơi khó môi. Dạ. Đó, cho nên là cứ giới thiệu với anh em là đế đều hết trơn. Đều bốn mặt, đế tứ diện nhưng mà đế đi nôm xuống. Dạ. Đó, cái bầu cắt cái bầu về cũng khoảng 1 mét mấy đó. Cái bầu đất đó. Cái bầu còn cứng, đất cứng trong đó đó. Cho nên là cái cây này còn trong cái bầu đất của nó. Bây giờ mình đi một vòng cho anh em coi lại nha các anh em. Đó, những cái đế đó nè. Rồi cũng xin giới thiệu tiếp với anh em là cái thân cây. Thân cây rất là cổ thụ. Già, già cây già nhám lên nóc. Và cái nhánh cây là những nhánh nó to. To. Anh đo thử coi. Đo thử coi cái nhánh nó nhiêu. Cái nhánh này không là 42. Ồ. Nhánh này không. Nhánh 42 anh em.
Này là chi thứ nhất đó phải không? À, chi lớn, còn chi bên lớn đây, đó. Chi này cũng lớn. Đó. Còn những cái nhánh nó đầm đầm nhánh ra nè. Đó, nhánh nè anh em. 24-25. 24. Ồ, khủng thật á. Nói chung là nhánh lớn, nhánh lực không. Cây này là tàn là đều khỏi chơi. À. Đây mình quay cái tàn cho anh em coi nha. Bông thì nó 6-7 cánh. Nói chung bông nó là bông cũng đã đột biến 6-7 cánh. Đó. Bông rất là đẹp, bông chùm. Bông chùm 6-7 cánh. À. Ồ, đây. Bông nè anh em ơi. À. Bông chùm 6-7 cánh nè. Này bông 6-7 cánh nè. Đó, bông nữa anh em. Đó, bông chùm như thế này ra là chùm nó đơm chùm không? Bông rất là đẹp. Nguyên zin mà bông rất là đẹp. Này là zin luôn đó ha. Zin luôn. Zin luôn đó. Không có lai tép ghép gì hết trơn đó anh em. Nó chi cành đâu nè. Mình thấy rất là tuyệt nha anh em. Tàn thì tròn khỏi chơi, tròn. Ừ. Lép chỗ nào hết. Bên trong mình thấy cái dáng nó rất là đẹp nha anh em. Đây nè, cái dáng đó nè. Đó, bởi vì nó là mai cổ thụ cho nên cái dáng nó rất là, mình nhìn nó giống như là nó rất là tự nhiên nha. Quá tuyệt vời cái mai này anh em ơi. Đó thì nếu mà anh em có cái nhu cầu giao lưu thì cứ liên lạc với anh Nam Chi Tôn nha anh em. Đó, mình có để cái số điện thoại bên dưới, anh em cứ mạnh dạn liên hệ để hỏi thêm những cái thông tin chi tiết về nó. Đó thì bây giờ mời anh Nam cho cái thông số của cây đi anh ơi. Đây mình lấy thông số đi cho anh em giao lưu đi. Bây giờ cái cây này là cây lớn. Ừ. Cho nên là đo thông số anh em sẽ đo nhiều chỗ, đúng nhiều rồi. Vị trí. Đúng rồi. À, nhiều vị trí để cho anh em mình có cái quan sát. Coi như là cách cái nhìn tổng quát ha. À. Đo là đo thước thẳng. Đây. Đây là cái thân ha. Thước thẳng anh que. Đây là 79 nè. 79 nha anh em. À. Đây 79. Đó. Rồi 79. Rồi. Bây giờ đo lên đây cho quan sát cái nữa là đó cái này trên. Cái thân dính hai thân nó hai không tách được đó. À. Đây 76. Rồi 76 luôn anh em ơi. Rồi cái đầu đo dưới. Dưới đây 80. 80 ha. À, 81 đến 80. Ừ. Yeah. Rồi. Rồi mới đo thấp xuống này chút xíu. Để chút xíu xuống dưới đây chút. Cái đây thì ra đây 115. 115 ha. 115 anh em ơi. Đó là chưa xuống tới đế luôn đó nha, chưa đó. Còn cái nồi thì cái nồi đế này chắc cỡ 300 thôi. Ừ. Cái nồi thì rất là tại to. Cái đế nó là đế nó đi xuống mỗi năm đi xuống, nhưng mà cái này do đất nó còn nằm trong bộ đất cứng cho nên là cứng. Không moi được. Dạ. Ồ già sừ hết trơn ha. Rồi đo cái độ thoát thăng lên cho anh em coi. Rồi. Cái độ thoát thăng lên tới nhánh này nè. Ừ. Đây, 55. 55 ha. Độ thoát thăng lên tới cái gì thứ nhất nữa. Đó. 55 nha anh em. Đó, từ dưới. Rồi ok. Rồi đo xin đo chiều cao. Anh đo chiều cao coi, chiều bây cao này quá cao rồi, bây giờ mình đo làm sao? Chiều cao là cái cây ống bình minh là 4 mét. À cái cây này 4 mét ha. Rồi anh đo thử coi. Rất là vất vả nha anh em, tại cây nó quá to rồi. Như chưa tới nữa đó anh ơi. Hao hao đi cho anh em hình dung đi. Đó, rồi tới đỉnh rồi đó. Nè, anh em thấy tới đỉnh rồi ha, nhưng mà ở dưới á. Ở dưới nè. Đó, ở dưới là nó ngang đó, nó chưa rồi, có xuống nha. Đo từ đây xuống nữa. Từ gung gù xuống. 4 mét thì xuống đây. Đây, đúng 1 mét nữa là cây tàn chuẩn là 5 mét nè. 5 mét ha. Tàn chuẩn 5 mét. Đó. Tàn mà chiều cao đó là 5 mét nha anh em. Rồi. Rồi bây giờ mình thả chiều ngang nha. Rồi chiều ngang đi. Chiều ngang cái. Tàn rất là đều nha anh em, đều mà đẹp.
đó, chiều ngang thì hết cây á, hết cây là tới đây nha. Ở đây một dây thước không đủ nữa nè. Đó là có nghĩa là khoảng 5-6 thước đó anh em. Cũng như 5 mét rưỡi đi. 5 mét mấy đó? 6 mét nhưng mà tính 5 mét rưỡi. Đó cái tàn đó nè. Đó, đó là còn nữa anh em. Cái tàn này đúng là 6 mét đó. Đó. Đó cho anh em thấy hình dung ra, đó là cái cây, cái gốc, cái tàn, cái chiều cao. Đó, cho anh em hình dung cái cây mai này nó thật sự là nó cũng thuộc cái dạng là khủng đó anh em. Đó. Đó thì mình đi lại cho anh em coi nha. Đó, đây là cái những cái chi cành của nó nè anh em. Đó, bông của nó nha anh em. Đó thì mình cũng không có giới thiệu nhiều lắm. Nhưng mà anh em nhìn cây thì anh em cũng đánh giá được rồi là cái cây nó như thế nào. Nó qua cái thông số. Tận giờ anh em mình và anh Nam lấy cái thông số cho anh em hình dung. Đó cái cây nó như thế nào. Đó thì cái mong muốn của anh em là giao lưu với anh em về những cái cây mai đẹp, những cái cây mai khủng của vùng đất An Giang nha anh em, Chi Tôm nha. Đó thì nếu mà anh em các bạn có cái nhu cầu thì giao lưu hoặc là chơi thì cứ mạnh dạn liên lạc với anh Nam Chi Tôm nha các bạn. Đó, qua số điện thoại là 0939 303130 nha các bạn. Đó mình ghi chi tiết, cố gắng hết cái khả năng để mà các bạn có thể hình dung được cái cây. Đó, cái cây mai nó như thế nào. Đó, cái tàn rất là to nha các bạn. Gốc nè. Rễ nó bấu xuống nè. Nó bấu xuống nè. Đó, nè. Cái rễ bự mà nó bấu xuống nè. Đó. Rất là khỏe nè. Cây rất là khỏe. Còn đây là cái rễ tàn rễ bự không nè. Đó. Nè, cái rễ nè. Nó, nè, bự ra nó ra nè. Đó. Cái rễ nè. Đó. Đó, các bạn thấy không? Rễ rất là lớn. Tại vì ngày xưa nó nằm trong lưu cho nên là cái rễ nó đi xuống không à. Dạ. Da nó cấp càng hết trơn. Đó thì từ giờ mình với anh Nam cũng là cố gắng review cũng như là giới thiệu cho các bạn cái cây mai này tương đối là mình thấy là rất là cổ. Đó mình tạm gọi nó là cây mai cổ thụ đi. Đó thì mời anh Nam có cái giao lưu để báo cái giá cho anh em có nhu cầu chơi đó Nam. Rồi. Đó. Thì cũng nói với cô chú các anh chị em yêu mến mai vàng khủng thì cái giá này thì xin được phép giấu kín. Nếu như anh em nào mà có nhã ý giao lưu thật sự thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Nam 0939 303130 để biết thêm chi tiết và giá. Rồi. Để nhiều khi có một số anh em cũng chơi về để giao lưu lại. Đúng rồi. Cái này cũng mong bà con các anh em xem kênh thông cảm. Dạ. Tại vì cây mai nó quá đặc biệt, cây mai lớn. Đúng rồi. Nói chung cái giá thì cũng dễ chơi. Dạ. Nói chung giá dễ chơi. Giá dễ chơi ha. Giá không khủng. Dạ, cũng vừa cho cái người chơi thật sự mà cũng vừa cho cái người mà chơi. So với thị trường giờ giá này là dễ chơi. Dạ, kinh doanh luôn ha. Ừ. Đó thì mình ghi hình lại cho các bạn một lần chi tiết nữa để các bạn có thể hình dung được cái cây mai. Thực sự là mình cũng rất là may mắn nha các bạn, được giờ giao lưu với chỗ anh Nam để mà review cho các bạn xem những cái cây mai mà có những cái tuổi đời cũng như là những cái hình dáng rất là đặc biệt, rất là khủng cho các bạn giao lưu. Thì mình cũng hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh và có nhu cầu thì liên lạc với anh Nam Chi Tôn qua cái số điện thoại là 0939 31 303130 nha các bạn. Đó, để mà biết được cái chi tiết cái cây mai này như thế nào. Đó thì nếu mà các bạn có cái thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới cái video và đừng quên nhấn nút đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của mình về review những cái cây mai đẹp, những cái cây mai khủng của vùng đất Chi Tôn An Giang nha các bạn. Đó thì mời anh Nam chào bà con Nam ơi.
Rồi cũng chào bà con, cũng xin chúc bà con xem một cái mai nãy giờ thật là thú vị, vui vẻ. Rồi chúc bà con được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý trong cái thời gian tới. Rồi, cảm ơn anh Nam nhiều ha. Rồi.